Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được hàng loạt tờ báo quốc tế đưa tin và đánh giá cao, gọi đây là sự kiện lịch sử khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Báo chí quốc tế cũng nhận định hợp tác công nghệ nâng tầm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Tờ Financial Times đưa tin, Việt Nam và Mỹ ký kết các thỏa thuận làm ăn và hợp tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu bởi các doanh nghiệp như Boeing, Microsoft và Nvidia. Người đứng đầu Nhà Trắng đã kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực như điện toán đám mây, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Theo CNN, việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là một động thái biểu tượng trưng có ý nghĩa quan trọng đối với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, lĩnh vực đang là trọng tâm trong cuộc cọ sát địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh. Theo Straits Times nhận định, môi trường sản xuất năng động tại Việt Nam là yếu tố quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng tài nguyên chiến lược, trong đó có chất bán dẫn và đất hiếm an ninh bán dẫn trở thành một trọng tâm hợp tác giữa hai nước. Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực và mở rộng sản xuất, bao gồm cả đào tạo lực lượng lao động. Trang Al Jazeera cho biết, Mỹ xác định Việt Nam là một phần quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa tài nguyên chiến lược. Trước đó, Washington công bố các thỏa thuận mở rộng hoạt động của các công ty công nghệ Mỹ tại Việt Nam, bao gồm kế hoạch của Microsoft xây dựng giải pháp AI sinh tạo dành riêng cho Việt Nam và đối tác giữa Nvidia và FPT, Viettel cùng Vingroup. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại từ 8% năm ngoái xuống còn 5,8% do xuất khẩu giảm vì cầu yếu, song tốc độ tăng trưởng này vẫn cao hơn mức trung bình toàn cầu 3% và hơn đáng kể ở nhiều nền kinh tế lớn bao gồm Mỹ, Trung Quốc hay khu vực đồng euro. Sau đại dịch COVID-19 lan rộng, nhiều doanh nghiệp công nghiệp đã áp dụng chiến lược Trung Quốc cộng 1, nghĩa là mở rộng thêm một trung tâm sản xuất ra ngoài đại lục để tránh bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Việc Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện đã nhận định được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông và dư luận quốc tế. Vị thế này sẽ là động lực cho sự thịnh vượng và an ninh ở một khu vực trong những khu vực có nhiều biến động nhất trên thế giới. Ông Biden nói sau khi Việt Nam và Mỹ thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Theo Reuters, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng chuyến thăm của ông Biden là một bước quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hai nước, phản ánh vai trò dẫn đầu của Việt Nam trong các đối tác của Mỹ tại khu vực. Tờ Washington Post bình luận, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã giúp hai nước gắn kết và cởi mở hơn về mặt ngoại giao. Các quan chức trong chính quyền của ông Biden cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan hệ đối tác Việt-Mỹ, khẳng định hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này. Theo tờ Wall Street Journal cho rằng, chuyến thăm của ông Biden đã giúp hai nước Việt Nam và Mỹ tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao. Sau chuyến thăm, Washington đã cam kết hàng loạt các khoản đầu tư trong lĩnh vực thương mại, đồng thời đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc cấp nhà nước. Trong khi đó, tờ The Economist của Anh gọi chuyến thăm của ông Biden là chuyến đi đáng chú ý nhất kể từ khi Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam vào năm 2000. Hãng thông tấn Al Jazeera bình luận, việc Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã đánh dấu sự thay đổi đáng kinh ngạc trong quan hệ hai nước, đồng thời khép lại những sự kiện trong quá khứ.